truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, khi trong quân ngũ rèn luyện luôn chìm chu, để cho những khó khăn sẽ đường đầu chấp hết. Vì khi đã là lính chúng tôi không được phép thấp hèn. Ở đâu ấy nhỉ? Gì ở đâu? Đấy, đấy, đấy. Cậu nghe thấy không? Hình như có ai đang bật sao nhập ngũ thì phải. Nhạc quen thế mà không biết á. Mùa mới được phát vào cuối tuần. Trung đội trưởng cho phép chúng ta xem trên phòng sinh hoạt tập thể. Thật á? Ừ. Này, này, này. Cầm lấy. Làm hộ tôi nhá. Tớ phải đi đây. Tí. Chưa. Sao lại chưa? Đã quát cháy lơ rồi. 2 giờ mới có. Làm đi, không phải trốn việc. Trailer 2 giờ mới có á? 2 giờ mới... À ừ nhờ, 2 giờ mới chiếu. Quay nhanh tay lên tớ còn đi. Cậu mà cũng hâm mộ chương trình đấy thế cơ à? Nói một bí mật nhá. Vì xem chương trình đấy, tớ mới có động lực để nhập ngũ đấy. Cố lên, cố lên, run vạ. Cố lên, cố lên, run vạ. Cố lên, cố lên, run vạ. Thấy chưa? Anh run phạm của tôi quá đỉnh luôn. Này, tôi bảo này, hình như cứ ai tham gia nhập ngũ là auto giỏi hay sao nhỉ? Hay là họ đều luyện tập từ trước nhỉ? Ui, tôi không nghĩ thế đâu. Có khi là tham gia vào ấy, xong rồi cái bản năng chiến binh của người ta được đánh thức ấy. Tôi cũng tin là cái bản năng chiến binh cực kỳ đỉnh cao như tôi, nó đang chờ cơ hội được thoát ra ngoài. Ông mơ à? Nhìn cái mã của ông mà đòi nhập ngũ. Sao lại không? Người ta là sao còn không sao, huống chi tôi không phải sao. Tôi quyết định rồi, tôi phải đăng ký vào cái show này. Này. Gì? Ông nhìn lại mặt hàng đi. Người ta là ngôi sao thì người ta mới được tham gia chương trình. Ông tưởng ông muốn là được. Thế cũng đòi. Đã nghe về sao nhập ngũ phiên bản 18 tháng chưa? Hả? Format mới à? Tôi tưởng cái này chỉ là trải nghiệm nhập ngũ 7 ngày thôi mà. Người ta trải nghiệm 7 ngày. Mình chơi hẳn 18 tháng đấy nó mới chất chứ. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Chiến, Chiến ơi. Gì à? Sao lại có cái này hả con? Đâu ạ? Có gì gọi rồi. Yes. Hôm trước con nói với mẹ là con nộp đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự rồi cơ mà. Con nộp giấy rồi. Nhưng mà là con nộp giấy tình nguyện tham gia nghĩa vụ ạ. Cái gì? Nộp giấy tình nguyện tham gia nghĩa vụ á? Vâng. Con ơi, con có nhầm lẫn không hả con? Nhầm làm sao được. Con còn đi khám sức khỏe trên ban chỉ huy quân sự quận. Con viết cả đơn rồi. Chuyện quan trọng như thế sao con không nói gì với mẹ? Việc của con là việc học đại học chứ con. Thì mẹ bảo là con thích học trường nào cũng được còn gì. Thì hôm trước con hỏi mẹ là đi du học và học đại học ở trong nước chứ. Thì mẹ cứ coi như là con học trường đặc biệt đi. Ở đây con học bắn súng, học ném lựu đạn, học bơi, học chiến thuật, học nhiều thứ lắm. Mà với cả còn không mất tiền nữa. Nhưng mà xa con 2 năm, làm sao mà mẹ chịu được. Mấy triệu thanh niên nhập ngũ, thiếu một mình con có làm sao đâu. Việc của con là học đại học con ạ. Bây giờ ai cũng lo học, thì lấy ai cầm súng hả mẹ? Con xem lại mình đi. Ở nhà ấy, mẹ cơm bưng nước rót cho con cả ngày. Việc của con chỉ là việc học thôi. Tham gia nghĩa vụ quân sự không phải chuyện đùa đâu con ạ. Con làm được hết. Vào đấy con làm với đồng đội của con. Con sẽ đánh thức tinh thần chiến binh trong mình. Con có biết tham gia nghĩa vụ quân sự là như thế nào không? Là kỷ luật, là huấn luyện khắc nghiệt. Không phải chuyện đùa đâu con ạ. Mẹ yên tâm. Cái đấy con xem sao nhập ngũ con biết hết rồi. Mà với cả bây giờ có giấy gọi rồi. Con mà không đi là bị tội đấy. Tội gì nhỉ? Tội trốn nghĩa vụ. Con vào nhà đấy ạ. Ơ kìa con. Chiến. Dạ. Nếu con xác định đi bộ đội thì mẹ cũng không ngăn cản đâu.
Nhưng con phải học ngay một khóa huấn luyện do mẹ dạy mới được. Mẹ thì huấn luyện gì cho con? Quần áo đây này, con còn chưa biết giặt, cơm chưa biết nấu, rau chưa biết nhặt, rửa bát con chưa biết rửa, nhà con chưa biết lau. Đi bộ đội mà cứ lơ ngơ như bò đội nón như thế, thế con làm được cái gì? Đến phục vụ chăm sóc bản thân con còn không làm được thì phục vụ chăm sóc ai hả con? Con đã làm bao giờ đâu mà biết. Cũng tại mẹ chiều con quá. Nhưng mà thôi con ạ, chậm còn hơn không. Ngay từ bây giờ con phải học ngay, học luôn con ạ. Thôi mẹ giặt hộ con đi. Con đi bộ đội mẹ cứ làm hộ con mãi được à? Nào, bắt đầu bằng cái việc con phải giặt tay ngay đống quần áo này cho mẹ. Nhớ phải giặt bằng tay đấy. Mẹ giặt hộ con nốt hôm nay thôi, con hứa nốt hôm nay thôi ạ. Con đã là bộ đội thì phải ra dáng bộ đội chứ. Nào, thôi dậy đi con, nhanh lên. Vâng. Nghiêm, chào đồng chí mẹ. Nghĩ đến chuyện phải xa con, mẹ. Mẹ, con đi vèo một cái rồi lại về với mẹ, có sao đâu, mẹ yên tâm đi. À con này, đây mẹ chuẩn bị hết trong này rồi, quần áo, chăn màn, thuốc men. Nhưng mà đồ dùng cá nhân con được phát đầy đủ mà, con thiếu gì đâu. Thì thừa không hơn à con, từ bé con đã không phải động chân động tay vào bất cứ thứ gì rồi. Nên con này, nếu không chịu được vất vả thì... Mẹ ơi, con khám sức khỏe đạt lại một đấy. Thì mẹ nói nếu như mà, nếu không chịu được, con còn nói mẹ một câu, mẹ đón con về nhá. Đón về? Mẹ cậu nói thế thật à? Thế mẹ cậu đã bao giờ lên đây đón cậu này chưa? Nhưng mà tớ giấu địa chỉ đóng quân của đơn vị mình rồi. Chứ còn hồi ý, nhiều chuyện ối trời lắm. Kể tiếp, kể tiếp. Cứ bình tĩnh, chuyện có rất dài, cứ bình tĩnh nhá. Ôi này. Gì? Chính ra cậu tham gia cái show này thành công mỹ mãn đấy nhỉ? Chứ còn gì nữa. Chính mình nhập ngũ xong thấy mình còn oách hơn cả sao. Quên, nhanh tay tớ có đi xem.